Xin chào tất cả anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với livestream 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Để chuyển hóa mọi những cái điều trong cuộc sống của anh chị thuận theo cái điều mà anh chị mong muốn, 28 ngày cải thiện cuộc sống, đúng không anh chị? Rồi, rất là tuyệt vời. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với cái chuỗi livestream ngày hôm nay. Hôm nay là một cái ngày rất là tuyệt vời anh chị nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua ngày số 15 là cải thiện phép màu, cải thiện mối quan hệ. Nhưng mà để trước khi mà các anh chị bắt đầu vào cái buổi livestream ngày hôm nay, để chị đón nhận được tất cả những cái bí kíp, những cái tư duy, những cái sát trị, những cái bài học cho ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ làm một cái thói quen của người thành công. Để mà anh chị có thể giác ngộ được tất cả những cái bí kíp, những cái bài học ngày hôm nay để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, thì Hương và cùng với các anh chị sẽ chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái thói quen của người thành công. Đó chính là làm sao ạ? Đó chính là chúng ta rắc bụi phép màu trước khi mà chúng ta tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay. Được không anh chị? Buổi sáng khi mà chúng ta bắt tay vào làm bất kỳ một cái điều gì thì chúng ta sẽ kết thúc bên trong tâm trí của mình. Kết thúc cái kết quả bên trong tâm trí của anh chị. Kết thúc một cái ngày mới bên trong tâm trí của anh chị trước khi mà nó bắt đầu. Thì đây là một cái thói quen của người thành công. Thì anh chị có thể thấy rằng là ngày xưa khi mà Hương tham gia những cái khóa học, đúng không ạ, những cái khóa học phát triển bản thân, không biết là có anh chị nào ở đây mình cũng đã từng tham gia những cái khóa học phát triển bản thân chưa? Thì Hương cũng hay nghe những cái người gọi là những cái người chủ giảng, người ta có chia sẻ rằng là sao? Chúng ta cần phải kết thúc mọi thứ bên trong tâm trí của chúng ta khi mà chúng ta mới bắt đầu. Khi mà chúng ta bắt đầu là chúng ta đã phải có cái kết quả của chúng ta trong tâm trí rồi. Và ngày xưa thì mình cũng không hiểu cái điều này anh chị. Nhưng mà khi mà Hương tham gia vào môi trường câu lạc bộ Trạm Tài Hóa Vàng ấy, mình học sâu hơn về luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức. Và lòng biết ơn thì Hương hiểu rõ những cái lợi ích của cái việc mà chúng ta ra quyết định. Thì đầu tiên cái lợi ích mà chúng ta ra quyết định nó là cái gì? Đầu tiên cái lợi ích đầu tiên ấy mà mình làm cái điều này này, đó là khi mà mình làm xong, mình ứng dụng xong cái việc mà mình ra quyết định trước cái việc mình làm, thì mình sẽ có được những cái sự lựa chọn anh chị. Đầu tiên là mình sẽ có được những cái sự lựa chọn và bên trong tâm trí của mình đã có được cái kết quả mà anh chị mong muốn rồi. Sau đó anh chị sẽ bắt tay vào làm việc, làm những cái hành động để giúp anh chị đạt được cái mục tiêu của mình. Như vậy thì nó rất là suôn sẻ, rất là thuận lợi, rất là tuyệt vời. Thành ra là Hương muốn anh chị hãy biến cái thói quen này trở thành cái lối sống của anh chị, cái lối sống trong mỗi ngày của anh chị. Nếu như mà anh chị sợ rằng là mình không nhớ để mà mình hình thành cái thói quen này, thì mình có thể là mình ghi ra giấy anh chị. Mình có thể là mình ghi ra giấy và mình có thể dán ra bất kỳ cái nơi nào mà mình hay nhìn thấy nhất, để mà mình hình thành, mình tạo dựng cho mình một cái thói quen của người thành công. Đó là mình ra quyết định trước khi mà mình làm bất kỳ một cái việc gì. Đó là cái lợi ích. Giống như là khi mà anh chị đưa ra cái kết quả cuối cùng bên trong tâm trí của anh chị, giống như cái việc rằng anh chị đang đặt hàng, đặt hàng với vũ trụ, đúng không ạ? Chúng ta đặt hàng với vũ trụ những cái điều mà, những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Và khi đó thì vũ trụ sẽ sắp xếp theo một cái trật tự linh thiêng để giúp anh chị đạt được cái điều đó nhanh hơn và dễ dàng hơn. Giống như cái kiểu rằng là anh chị đang dẹp đường, đúng không ạ? Cái đường của anh chị tự nhiên là nó thông thoáng hơn và dẫn tới cái việc rằng là anh chị đi đến cái mục tiêu của mình nó nhanh hơn. Anh chị hình dung ra cái việc mà chúng ta ra quyết định nó cực kỳ quan trọng là như thế nào chưa ạ? Nha. Đó là khi mà cái lợi ích mà khi mà anh chị ra quyết định trước khi mà anh chị làm bất kỳ một cái điều gì. Thì sau khi mà Hương hiểu và Hương làm cái điều này thì Hương thấy rằng là cái kết quả của mình, những cái mục tiêu của mình nó đạt được một cách dễ dàng hơn. Thay vì rằng là chúng ta chỉ làm việc với ý thức của mình thôi. Mà anh chị biết được rằng cái ý thức của mình thì nó rất là hạn chế, nó chỉ chiếm có 10% thôi. Chiếm có 10% thôi, nên thành ra khi mà anh chị làm việc theo ý thức của mình ý, thì thực sự là mọi thứ nó sẽ không dễ dàng. Nếu như anh chị biết xài tiềm thức của mình, một cái nguồn lực rất là lớn, rất là mạnh, nó chiếm 90% trong cái con người của anh chị. Khi mà anh chị khai phá được cái điều này và anh chị biết ứng dụng sức mạnh tiềm thức của mình, thì mọi chuyện đến với anh chị, mọi cái công việc của anh chị nó được xử lý một cách dễ dàng hơn. Cái việc mà anh chị ra cho mình một cái quyết định trước khi anh chị làm cái việc gì, nó sẽ giúp cho anh chị có được cái sự tỉnh thức. Anh chị có được cái sự tập trung rằng hiện diện tại đây này, tại ngay bây giờ, ngay lúc này, tại thời điểm này là tôi đang tập trung thân tâm trí của tôi để làm cái việc này. Và khi anh chị làm việc có cái sự tỉnh thức, có cái sự tập trung rồi, thì đương nhiên rằng là cái kết quả nó sẽ vượt trên cả cái sự mong đợi của anh chị. Anh chị có đồng ý với Hương rằng là bất kỳ một cái công việc nào mà anh chị tập trung và anh chị làm, thì nó chắc chắn rằng một điều rằng Hương chắc với các anh chị rằng nó sẽ có cái hiệu quả. Cái hiệu quả của nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái việc rằng anh chị làm việc mà bây giờ chúng ta cứ lơ mơ, đúng không ạ?
và chúng ta không có được cái sự tập trung, thì đó là cái cách để mà các anh chị ra quyết định lựa chọn cái kết quả cuối cùng trong tâm trí của anh chị nha. Anh chị nào không nhớ thì chúng ta có thể ghi ra một cái tờ giấy anh chị những cái thói quen. Và ngày hôm nay, và ngày hôm nay là cái ngày số 15 rồi. Ngày hôm nay là ngày số 15 rồi, thành ra là anh chị có thể ghi ra cho mình một cái checklist. Anh chị dán ở mình, dán ở bất kỳ một cái nơi nào mà anh chị hay nhìn thấy để mà anh chị thực hành mỗi ngày. Có thể rằng là anh chị thực hành, con của anh chị cũng có thể thực hành chung, mình hướng dẫn luôn cho con của mình, những cái người thân trong gia đình của mình có thể thực hành luôn những cái điều này trong cái cuộc sống của mình nha. Để chúng ta bắt đầu là sao ạ? Khi mà chúng ta bắt đầu thực hành thì mỗi ngày chúng ta sẽ kiểm tra lại xem là mình đã bắt đầu tưới nước cho những cái hạt giống nào rồi. Cho những cái hạt giống, cho những cái thói quen. Và những cái hạt giống nào mà anh chị tưới nước lặp đi lặp lại mỗi ngày anh chị. Lặp đi lặp lại mỗi ngày thì nó sẽ nảy mầm. Và dần dần thì nó sẽ lớn lên và nó ra hoa kết quả. Cái thói quen của anh chị nó sẽ trở thành cái lối sống của anh chị lúc nào mà anh chị không hay. Và cuộc sống của anh chị, khi mà anh chị có được những cái thói quen thịnh vượng này rồi, anh chị có được cái tình yêu thương và lòng biết ơn trong cái cuộc sống của anh chị đủ đầy dư giả mỗi ngày, thì cuộc sống của anh chị sẽ bắt đầu thay đổi một cách ngoạn mục anh chị nha. Và hôm nay chúng ta đã đi qua cái ngày số 15 rồi, nghĩa là chúng ta đang có 14 cái thói quen, 14 cái thói quen để chúng ta chuyển đổi cái cuộc sống của mình. Thì bao nhiêu trong số các anh chị ở đây mình đã thực hành 14 ngày giúp chúng ta có thể chuyển hóa cuộc đời của mình, giúp cho chúng ta có được cái sự gọi là đủ đầy những cái cảm xúc vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống của mình rồi, thì anh chị có thể comment tôi giúp người ạ. Anh chị nào chúng ta đã bắt đầu chúng ta thực hành 14 ngày rồi ạ? Nếu anh chị nào mà chúng ta chưa có cái checklist ý, anh chị nào mà chúng ta chưa có cái checklist thì anh chị có thể nhắn qua cho Hương để Hương gửi tặng anh chị cái checklist thực hành 28 ngày. 28 ngày ứng dụng lòng biết ơn để mà có thể gia tăng tài chính, gia tăng sức khỏe hay là hòa hợp những cái mối quan hệ của anh chị nha. Một cái danh sách anh chị có cần có một cái danh sách để anh chị cần làm mỗi ngày. Cái ý nghĩa của việc mà anh chị đưa ra cho mình một cái danh sách những cái việc cần làm ấy, bởi vì anh chị biết được rằng là trong một ngày anh chị có rất là nhiều những cái suy nghĩ, nhưng rất là nhiều những cái suy nghĩ, và nhiều khi anh chị quên được rằng là ngày hôm nay là mình cần phải làm những cái việc gì. Anh chị có thấy điều này nó đang xảy ra với cuộc sống của anh chị không ạ? Bắt đầu cuối ngày là bắt đầu mình nhìn lại, mình bảo ô hôm nay mình định làm cái việc này này, nhưng mà tại sao mình lại quên, mình lại không nhớ. Vậy thì cái việc mà anh chị cần làm là chúng ta hãy ra cho mình một cái checklist, một cái danh sách những cái việc cần làm trong một ngày để mà anh chị hoàn thành tất cả những cái điều đó. Khi mà anh chị thực hành rồi thì anh chị sẽ thấy là nó rất là vi diệu, bởi vì chỉ mọi điều nó đều có ý nghĩa, nhưng nếu như anh chị mà không làm, không có hành động, không có thực hành thì nó không có cái ý nghĩa nào hết. Nên thành ra là mình sẽ bắt đầu là mình sẽ rèn luyện cho mình, để mình chứng thực được rằng là trong cái cuộc đời của mình này, phép màu nó đang tồn tại anh chị. Chỉ khi mà anh chị thực hành thì anh chị mới biết được rằng là những cái phép màu nó luôn tồn tại trong cuộc sống của anh chị, mà bấy lâu nay mà mình không biết được cái điều đó nha. Nên là khi mà mình rèn luyện một ngày nhiệm màu thì dần dần cái khả năng tập trung của mình ý, ngày hôm qua đúng không ạ, ngày hôm qua là ngày số 14, là chúng ta đã đi qua một ngày nhiệm màu rồi. Và khi anh chị thực hành một ngày nhiệm màu này thì anh chị sẽ thấy được rằng cái khả năng tập trung của anh chị nó sẽ tăng lên. Tại vì khi mà anh chị ra quyết định xong thì tiềm thức của anh chị sẽ rất là tập trung để giúp cho các anh chị làm được cái việc đó, nên là các anh chị cũng sẽ làm việc hiệu quả hơn. Cái khả năng tập trung của mình nó cũng sẽ giúp mình làm việc có được cái kết quả cao hơn. Nếu như những anh chị nào mà chúng ta làm việc chúng ta đang không có sự tập trung, chúng ta làm trước chúng ta quên sau đúng không ạ, làm trước quên sau, và chúng ta thường không nhớ những cái việc gì mà mình cần phải làm, dẫn tới cái việc rằng là chúng ta không đạt được cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Vậy thì anh chị hãy rèn luyện cho mình cái thói quen một ngày nhiệm màu, ra quyết định trước khi mình làm bất kỳ một cái điều gì để mình lấy lại được cái sự tập trung nha anh chị nha. Vũ trụ thì sẽ hậu thuẫn cho anh chị đạt được mọi điều mà anh chị mong muốn một cách dễ dàng hơn. Nhưng cái quan trọng rằng là anh chị có yêu cầu, anh chị có đang yêu cầu vũ trụ hậu thuẫn cho mình hay không? Đó, vũ trụ rất là sẵn sàng để cho đi anh chị mọi cái điều mà anh chị mong muốn. Nhưng cái quan trọng rằng anh chị có đưa ra cái yêu cầu hay không? Thì ngày hôm nay, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì Hương sẽ cùng với các anh chị đi qua cái ngày phép màu cải thiện mối quan hệ. Phép màu cải thiện mối quan hệ anh chị. Trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ là nếu lỡ những cái mối quan hệ của mình nó không hòa hợp được rồi, đúng không ạ? Những anh chị nào ở đây mình đang có những cái mối quan hệ không hòa hợp, thì cái buổi ngày hôm nay chính là cái buổi dành cho các anh chị
Nó vô cùng hay anh chị ạ. Anh chị đừng nghĩ rằng là cái mối quan hệ nó không hòa hợp nó sẽ đến từ cái việc rằng là ngày hôm nay mình với mẹ chồng của mình, hay mình với người chồng của mình, hay với cái người bạn bè đồng nghiệp, với người sếp của mình không hòa hợp. Nó bao mối quan hệ ở đây nó bao trùm rất là nhiều anh chị, rất là nhiều những cái khía cạnh. Và chỉ khi nào anh chị ngồi với Hương trong cái buổi ngày hôm nay thì anh chị mới biết được rằng có những cái điều mà trước nay mình chưa từng biết. Mình chưa từng biết, và những cái điều này nó sẽ giúp cho anh chị có thể rằng là mình gia tăng được cái chất lượng cuộc sống của mình, mình thu hút được tiền bạc của mình anh chị. Nhưng anh chị nào, anh chị ở đây, anh chị nào muốn điều đó? Anh chị nào ở đây chúng ta muốn cái điều đó, chúng ta muốn gia tăng được mối quan hệ của mình, chúng ta muốn có được cái sức khỏe, và chúng ta lại muốn có được cả tài chính của mình luôn, thì anh chị cần phải có mặt với Hương trong ngày hôm nay. Và chúng ta hãy ghi lại những cái bí kíp, những cái công thức để mà chúng ta ứng dụng và chúng ta thực hành nha các anh chị. Trong cái buổi ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ cho anh chị, nếu lỡ những cái mối quan hệ của anh chị không hòa hợp rồi thì mình cần có một cái công cụ gì để cho mà mình có thể, đầu tiên là giúp bản thân của anh chị nhé. Đầu tiên là giúp bản thân mình. Tại vì các anh chị hiểu như thế này, khi mà mối quan hệ của anh chị nó không được hòa hợp, khi mà những cái mối quan hệ của anh chị nó không hòa hợp được thì những cái mối quan hệ xung quanh của mình, đúng không ạ? Khi mà anh chị không hòa hợp được những cái mối quan hệ xung quanh của mình thì đầu tiên là sao? Đầu tiên là bên trong của anh chị sẽ có những cảm xúc không tích cực. Đầu tiên là mình phải nhận diện được là bên trong của mình có những cái cảm xúc không tích cực đã. Mà nếu bên trong của mình có những cái cảm xúc không tích cực rồi thì cái việc mà mình để lâu ngày mình tích tụ những cái cảm xúc không tích cực đó, nó sẽ làm cho sức khỏe của mình nó không được tốt. Chính xác là nó sẽ làm cho sức khỏe của anh chị không được tốt. Và nếu như anh chị cứ giữ những cái điều đó trong lòng thì nó sẽ lại tiếp tục nó mở rộng ra anh chị. Và cái sức khỏe của anh chị nó lại càng ngày nó càng không được tốt. Và khi mà sức khỏe không tốt thì mình rõ ràng rằng anh chị không có cái năng lượng để anh chị làm bất kỳ một cái việc gì. Anh chị thấy đúng không ạ? Sức khỏe không tốt, cả thân người mình gọi là uể oải, mình gọi là mình rất là mệt mỏi, thì làm sao mình có được cái nguồn năng lượng để mình làm bất kỳ việc điều gì đây? Hương hỏi các anh chị rằng khi mà bên trong của anh chị không vui, bên trong tâm trạng của mình không vui, thì mình có cái năng lượng để mình làm cái điều gì không anh chị? Anh chị comment giúp Hương ạ. Anh chị nào ở đây mà mình đang không có cái nguồn năng, mình đang rất là buồn, nhưng mà mình lại có cái tâm trạng gọi là mình hừng hực khí thế, mình hừng hực nhiệt huyết để mình làm việc không ạ? Có cái điều đó không anh chị? Rõ ràng là không có, đúng không ạ? Vậy thì khi mà anh chị không có năng lượng thì có nghĩa là sao ạ? Thì đó, chính xác cái điều đó nó là cái tiêu sản của anh chị. Bởi vì anh chị biết được rằng là năng lượng nó bằng với nhân lượng mà. Nên nếu như mình không có năng lượng thì nó chính là cái tiêu sản của anh chị. Nó bắt đầu mình thấy tốn tiền rồi nha. Đúng không ạ? Mình chưa thấy cái gì hết nhưng mà mình đã bắt đầu là mình thấy tốn tiền rồi. Sức khỏe của mình chưa khỏe thì là mình đã thấy tốn tiền rồi. Và khi mà mình không có năng lượng thì mình cũng không làm được ra tiền, thì là mình cũng đã thấy tốn tiền rồi, đúng không anh chị? Và những cái mối quan hệ xung quanh của mình thì tất nhiên là nó cũng sẽ không có được cái sự hòa hợp. Giờ sức khỏe không có, tiền cũng không có, mối quan hệ cũng không có hòa hợp luôn. Vậy thì từ cái gốc rễ đó, cái gốc rễ đó nó đến từ đâu ạ? Và trong cuối cuốn sách này tác giả có chia sẻ đấy anh chị. Trong cái cuốn sách Phép Màu này tác giả có chia sẻ như này. Nếu như mà mình đang không có cái sự hòa hợp với bất kỳ mối quan hệ nào, thì gốc rễ nó đến từ việc mình chưa có đủ lòng biết ơn đối với mối quan hệ ấy. Hay không các anh chị? Cái gốc rễ của cái việc rằng anh chị không hòa hợp với bất kỳ mối quan hệ nào thì nó đến từ cái việc rằng là anh chị chưa có đủ lòng biết ơn đối với những cái mối quan hệ ấy. Vậy thì cái dấu hiệu cho thấy được rằng là mình chưa đủ biết ơn với các mối quan hệ ấy là lòng biết ơn. Anh chị, nếu như bây giờ anh chị còn trách móc này, anh chị than phiền hay đổ lỗi, bất kỳ những cái dấu hiệu nào anh chị, những cái cảm xúc không tích cực, những cái cảm xúc mà anh chị cho đi nó không tích cực, thì nó đều thể hiện cho cái việc mà anh chị thiếu đi cái lòng biết ơn, thiếu đi cái tình yêu. Và Hương nói với các anh chị là chúng ta chưa cần ai biết ai đúng ai sai đâu, mà quan trọng thấy không có cái sự tích cực là chúng ta thấy đó là cái tiêu sản của anh chị rồi. Cái kết quả cuối cùng mà anh chị mong muốn ở đây là cái điều gì? Anh chị mong muốn rằng là mình có được cái sự giàu có được cái sự khỏe mạnh, có được cái sự bình an, có được cái sự hòa hợp trong các mối quan hệ, đúng không ạ? Vậy thì mình chỉ cần tập trung vào cái kết quả cuối cùng của mình thôi. Mình không quan trọng là ai đúng ai sai. Nếu như bây giờ mình tập trung vào cái việc rằng mình phân tích rằng người này đúng người kia sai, vậy thì anh chị đã đang tự dưng là anh chị đã đánh mất đi cái nguồn năng lượng của mình. Và cái nguồn năng lượng của anh chị nó không có thì nó chính là cái tiêu sản của anh chị. Có bao nhiêu số trong số anh chị đồng ý với cái điều này với Hương ạ? Thì có thể comment tôi ạ.
Yes, anh chị đồng ý không ạ? Nên rằng trong cuộc sống này chỉ có bản thân của mình và luật hấp dẫn thôi các anh chị. Giờ mình làm sao để mình có thể chuyển hóa được nhé? Chuyển hóa thật là nhanh để mà mình có thể bảo vệ được cái cảm xúc của mình. Đó mới là cái điều anh chị cần phải quan tâm. Làm sao để anh chị có thể chuyển hóa được đây? Mối quan hệ nhá anh chị nhá. Mối quan hệ của anh chị có thể rằng là mối quan hệ với bất kỳ một cái người thân nào trong gia đình của anh chị. Có thể là với đối tác, với đồng nghiệp, với khách hàng của anh chị. Đó cũng là mối quan hệ. Mối quan hệ với chính bản thân anh chị. Anh chị với chính bản thân anh chị, nó cũng là một cái mối quan hệ. Anh chị với tiền, nó cũng là mối quan hệ của anh chị với tiền. Anh chị hình dung không ạ? Nên là cái vấn đề rằng nếu như anh chị không hòa hợp được các mối quan hệ ấy, thì nó không dễ để giúp cho anh chị đạt được cái điều mà anh chị đang mong muốn. Anh chị hình dung không ạ? Tại sao hôm nay nói rằng là mối quan hệ đó là một cái thứ vô cùng là quan trọng? Bởi vì nhiều anh chị khi mà anh chị ở đây là anh chị nghe đến mối quan hệ thì anh chị sẽ chỉ nghĩ rằng là mối quan hệ ở đây là có thể là mình đang không vui với ai đó, nghĩa là có thể là với bố mẹ của mình, với người chồng của mình hay với con cái của mình thôi. Nhưng mà thực tế rằng là cái mối quan hệ với chính bản thân mình, cái gì? Mối quan hệ với chính bản thân mình là một cái điều mà vô cùng cực kỳ quan trọng. Như nhấn mạnh là nó cực kỳ quan trọng. Cái mối quan hệ, cái sự hòa hợp của anh chị với chính anh chị, nó là một cái điều vô cùng quan trọng. Và với mối quan hệ giữa anh chị với chính anh chị này, nó mới là cái quyết định mọi cái mối quan hệ kia. Anh chị hình dung không ạ? Cái điều này là một cái điều mà nhiều anh chị ở đây mà chúng ta không biết được cái điều này. Thành ra là anh chị chỉ đi tập trung vào những cái thứ bên ngoài thôi. Mà chính cái thứ ở bên trong anh chị này, cái mối quan hệ của anh chị với anh chị này, thì anh chị lại chưa bao giờ anh chị để ý để mà anh chị có được cái sự hòa hợp với cái con người bên trong của mình. Hương nói rằng là chỉ cần anh chị hòa hợp được mối quan hệ với cái con người bên trong của anh chị thôi, là tự dưng tất cả những cái mối quan hệ khác nó sẽ hòa hợp theo một cái cách nhiệm màu. Đó. Thế nên thành ra là anh chị cần phải biết được rằng là mình mối quan hệ ở đây mình bao trùm một cái khía cạnh rất là rộng lớn anh chị. Rất là rộng lớn. Vậy thì bây giờ cái trường hợp thứ nhất, nếu như anh chị nào ở đây mình mong muốn hòa hợp được các mối quan hệ hiện tại mà nó chưa được gọi là có được cái sự vui vẻ, sự hạnh phúc, thì mình làm cái gì đây? Bây giờ nếu như anh chị đang gọi là có những cái mối quan hệ nó chưa được hòa hợp và anh chị mong muốn rằng là nó có được cái sự vui vẻ, có được cái sự hạnh phúc, thì anh chị cần phải làm cái điều gì? Ở đây thì tác giả có chia sẻ rằng là sẽ, ở đây tác giả chia sẻ rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ thực thi lòng biết ơn để chúng ta có thể xóa bỏ những cái cảm xúc không tích cực đầu tiên là bên trong mình trước. Dùng lòng biết ơn để mà chúng ta thay đổi cái cảm xúc của mình. Những cái cảm xúc không tích cực đầu tiên là ở bên trong chính anh chị. Nghĩa là phải làm hòa với con người bên trong của chính mình trước. Làm hòa với chính mình trước anh chị. Có một cái câu nói của Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Đức Phật, đúng không? Thích Ca Mâu Ni, cái nhà sáng lập Phật giáo, đúng không anh chị? Đó là nếu như chúng ta chất chứa một cái cơn giận dữ thì nó cũng giống như cái việc rằng anh chị cầm một cái viên than hồng. Mình cầm một cái viên than hồng lên và mình ném vào người khác thì chính bạn là người đầu tiên bị bỏng. Giờ anh chị còn chưa biết anh chị ném trúng ai đâu. Giờ mình còn chưa biết là mình gọi là mình chưa tích cực đâu. Đúng không ạ? Mình thấy là mình chưa có được tích cực trước thì những cái cảm xúc xấu về người khác nó sẽ thiêu cháy bạn. Nhưng mà lòng biết ơn thì nó có thể loại bỏ chúng. Lòng biết ơn nó có thể loại bỏ tất cả những cái điều đó anh chị. Nên là chúng ta sẽ thực thi phương pháp lòng biết ơn để chúng ta có thể loại bỏ đi tất cả những cái suy nghĩ không tích cực. Đầu tiên là cho chính bản thân anh chị. Khi mà bên trong của anh chị cảm thấy nó tích cực rồi thì nó sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp đến với cuộc đời của mình. Gọi là anh chị đang giải phóng những cái cảm xúc không tích cực. Cái điều tiếp theo đó là khi mà anh chị tập trung viết về những cái điều mà anh chị cảm thấy biết ơn thì sao? Thì những cái mối quan hệ đó nó sẽ dần dần trở nên hòa hợp hơn. Một cái cách rất là tự nhiên anh chị, chúng ta không cần phải cố gắng nhiều đâu. Chúng ta không cần phải cố gắng nhiều đâu mà nó sẽ hòa hợp một cách nhiệm màu, một cách tự nhiên anh chị. Mỗi ngày anh chị đều nghĩ về những cái điều mà anh chị cảm thấy biết ơn đối với đối phương của anh chị. Thì đầu tiên là cái cảm xúc của mình nó sẽ được giải phóng. Chúng ta chỉ nghĩ đến những cái điều mà anh chị cảm thấy biết ơn thôi. Thì đầu tiên là cái cảm xúc của anh chị nó được giải phóng. Và cái thứ hai là những cái mối quan hệ của mình nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tự dưng là anh chị cảm thấy rằng là mình chỉ cần thực thi thôi. Anh chị chỉ cần thực thi với một người thôi thì tất cả những cái mối xung quanh của anh chị ấy, mối quan hệ nào mà nó chưa hòa hợp thì nó cũng bắt đầu nó hòa hợp luôn. Bởi vì sao?
Bởi vì có một cái quy luật của vũ trụ, đó là quy luật nhất quán. Cách anh chị làm một việc là cách anh chị làm mọi việc. Vì vậy mà anh chị chỉ cần hòa hợp một cái mối quan hệ thôi, thì những cái mối quan hệ kia nó sẽ tự dưng nó hòa hợp một cách nhịn mở. Khi mà anh chị thực hành lòng biết ơn thì sao? Thì bên trong của anh chị bắt đầu là chúng ta sẽ có những cái cảm xúc đủ đầy. Khi mà bên trong anh chị có cái cảm xúc đủ đầy rồi thì bên ngoài nó cũng sẽ đủ đầy. Mối quan hệ đó nó được hòa hợp, và những cái mối quan hệ xung quanh của mình nó cũng được hòa hợp luôn. Hoặc rằng là nếu như bây giờ anh chị thấy rằng là mình có những cái dấu hiệu ấy, có những dấu hiệu cho chẳng hạn như là hôm nay là mình thấy mình với cái người chồng của mình hay người vợ của mình ấy, nói chuyện mà chưa có được nhỏ tiếng với nhau, có vẻ như là gọi là có những cái dấu hiệu, đúng không? Những cái dấu hiệu của cái việc mà không hòa hợp trong mối quan hệ. Thì nếu như anh chị thấy có một cái dấu hiệu là anh chị cần phải loại bỏ những cái điều không tích cực khi mà nó chuẩn bị nó đến với anh chị nha các anh chị. Khi mà mình thấy có một cái dấu hiệu rồi là ngày hôm nay mình chưa có biết ơn rồi, vậy thì chúng ta sẽ ngăn chặn những cái điều không tích cực đến với cuộc đời của mình bằng cái cách rằng anh chị tập trung vào những cái điều mà anh chị cảm thấy biết ơn. Cảm thấy biết ơn đối với cái người đối phương. Chúng ta tập trung vào những cái điều mà anh chị biết ơn thì những cái điều không tích cực nó sẽ bị ngăn lại anh chị. Những cái điều tích cực nó sẽ bị ngăn chặn lại. Và khi bên trong anh chị chuyển hóa sang những cái điều tốt đẹp rồi thì mình sẽ bắt đầu mình thu hút những cái điều tốt đẹp đến với cuộc đời anh chị theo luật hấp dẫn. Được không anh chị? Thành ra trong cuộc sống của mình ý, thì Hương ứng dụng cái điều này rất là nhiều. Ứng dụng rất là nhiều anh chị. Đầu tiên ý, là những cái người đối tác của mình nha. Đầu tiên là những cái người đối tác của mình thì mình luôn luôn tập trung vào những cái điều khiến mình cảm thấy biết ơn. Anh chị, mình biết ơn thì tự dưng là những cái mối quan hệ của mình với đối tác của mình bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn. Hương ứng dụng cái điều này với mối quan hệ gia đình của mình. Ba mẹ của mình cũng tự dưng là nếu như mà lỡ làm cái điều gì mà chưa được tinh tế lắm ý, thế là ba mẹ của mình là chưa được vui, đúng không ạ? Mình lỡ làm cái điều gì mà ba mẹ mình không vui, thế là bắt đầu là mình thấy có, mình nhận biết được đó là cái dấu hiệu, có bắt đầu có cái dấu hiệu là nó chưa được cái sự hòa hợp. Thì thay vì mình suy nghĩ, mình suy diễn rằng là mình không được vui, mình không được thoải mái, mình không hạnh phúc thì sao, thì Hương bắt đầu nhờ cái công cụ lòng biết ơn này, thế là Hương bắt đầu viết biết ơn về cha mẹ của mình, viết vào cái cuốn sổ anh chị, viết vào một cái cuốn sổ, và ngày nào mình cũng thực hành những cái điều mà mình biết ơn cha mẹ của mình anh chị. Mình có một cái cuốn sổ viết lòng biết ơn mỗi ngày anh chị nha. Và rất là kỳ diệu rằng là những cái ngày ấy, những ngày sau thì ba mẹ của mình rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc với mình trở lại anh chị. Hoặc là bây giờ anh chị có thể là biết ơn với những cái mối quan hệ rất là thân thiết của mình, đúng không ạ? Đôi khi là mình có những cái vài những cái lời nói mà trong cái lúc mà mình không làm chủ được cái cảm xúc của mình, mình lỡ tuôn ra những cái lời nói mà nó không được dễ nghe. Và Hương cũng như vậy thôi anh chị. Và Hương cũng nghĩ rằng là rất là nhiều anh chị ở đây cũng như vậy. Hương cũng đang trên cái hành trình rèn luyện bản thân mình. Đôi khi mình cũng nói ra những cái lời mà không được dễ nghe chút nào anh chị. Đôi khi mà mình nói xong mà mình còn biết rằng là nó không dễ nghe. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Giờ người kia đang giận rồi thì chúng ta phải làm sao đây? Thì chúng ta ứng dụng lòng biết ơn chứ làm sao bây giờ? Anh chị hiểu được điều này không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta tập trung vào những cái điều mà chúng ta cảm thấy biết ơn. Khi mà mình tập trung vào những cái điều mà chúng ta biết ơn thì tự dưng cái cách cư xử của anh chị nó sẽ trở nên nhẹ nhàng và tử tế hơn, yêu thương hơn. Anh chị cứ thử đi ạ. Khi mà mình có được cái lòng biết yêu thợ, mình có được cái lòng biết ơn rồi thì tình yêu bắt đầu nó được sinh ra anh chị. Mình có được cái sự thấu hiểu hơn. Mình có được cái sự thấu hiểu hơn, cái tình yêu nó bắt đầu nó được sinh ra, thế là bên trong của mình bắt đầu thấy nhẹ nhàng, vui vẻ và hạnh phúc trở lại. Và bên ngoài của mình nó sẽ thay đổi. Những cái thứ bên ngoài nó chỉ thay đổi dựa trên những cái thứ bên trong của mình thôi anh chị. Nên khi mà bên trong của mình nó có được cái sự thay đổi rồi thì bên ngoài nó sẽ bắt đầu nó có sự thay đổi. Và Hương luôn luôn ứng dụng phép màu cải thiện mối quan hệ rất là nhiều. Hàng ngày trong cuộc sống của mình ấy anh chị, thì mình vẫn đang trên cái hành trình hoàn thiện bản thân mà. Nha các anh chị nha. Nên là thành ra là khi mà mình nói chuyện, đôi khi mình nói chuyện mà mình không để ý lắm đâu, mà mình làm cho những cái người xung quanh của mình không có được vui. Thành ra là Hương ứng dụng cái điều này rất là nhiều. Và cứ mỗi lần như vậy thì bắt đầu là mình để ý, mình nhận thức được và mình cải thiện chính bản thân của mình lên. Chứ bây giờ mà nếu như bây giờ anh chị mà không chịu cải thiện chính bản thân của mình lên thì chúng ta cứ để cho những cái mối quan hệ của chúng ta nó không hòa hợp như vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta mà cứ để cho cái mối quan hệ của mình nó không hòa hợp, sau bắt đầu chúng ta mới đi cải thiện, thì chúng ta sẽ rất là tốn thời gian anh chị,
sẽ rất là tốn thời gian. Nên thành ra là làm sao để mà mình có thể nuôi dưỡng, mình nuôi dưỡng, mình luôn luôn biến lòng biết ơn của mình trở thành một cái lối sống của mình. Mình tu tập làm sao để mình nhìn thấy những cái con người xung quanh, là mình biết được rằng là những cái con người đó là để yêu thương, là để biết ơn. Để cái thời gian của mình tập trung hoàn toàn vào việc gia tăng giá trị bản thân con người của mình lên, gia tăng giá trị bản thân của mình để mà mình trao giá trị cho cộng đồng, mình có cộng sống có ích cho cuộc đời này. Chứ bây giờ chẳng lẽ tối ngày mình cứ đi cải thiện mối quan hệ hoài, đúng không các anh chị? Giờ Hương hỏi các anh chị này, giờ gia đình của mình không có vui ấy. Giờ gia đình của mình không có vui thì mình có tâm trạng để mình làm việc không? Hỏi thật các anh chị, khi mà gia đình của anh chị nó không có vui, không có hòa hợp, thì anh chị có tâm trạng để anh chị làm việc không? Có phải rằng lúc đó là anh chị chỉ nghĩ tới việc rằng là nghĩ tới gia đình của mình, không biết bây giờ là chồng tôi đang ở đâu, bây giờ không biết là bây giờ chồng tôi như thế nào, vợ tôi dạo này làm sao, các thứ, các con cái của tôi làm sao rồi? Vậy mình cứ đi nghĩ, mình tập trung vào những cái vấn đề. Thì Hương hỏi các anh chị là anh chị có tâm trạng để anh chị làm việc hay không? Giờ bây giờ nếu như mối quan hệ của anh chị nó không hòa hợp, thì anh chị có tâm trạng để anh chị ngồi trên cái live stream này cùng với Hương không? Ngồi trên live stream này thôi nhá, còn không có tâm trạng nữa, đúng không ạ? Mình cứ suy nghĩ là không biết giờ làm sao, giờ tâm trạng như thế nào, tiền bạc gì giờ bây giờ, đúng không? Nghĩa là lúc đó là mình đâu có cái sự tập trung để mà mình thu hút tiền bạc nữa đâu. Lúc đó mình nghĩ tiền bạc, còn mình còn cảm thấy rằng là mình tạm thời là mình có thể để qua một bên đã. Trong đầu là bây giờ mình chỉ nghĩ là làm sao để mình hòa được các mối quan hệ, làm sao để mình hòa hợp được với bố mẹ của mình, với người bạn đời của mình, với con cái của mình, đúng không anh chị? Anh chị có đồng ý rằng là khi mà anh chị có một cái mối quan hệ nào đó nó mà không được hòa hợp, là anh chị chỉ tập trung vào những cái điều đó thôi. Thành ra là anh chị đâu có nghĩ rằng cái việc là làm nào để chúng ta thu hút được tiền bạc đâu. Nên anh chị thấy cái việc rằng là nếu như anh chị không hòa hợp trong mối quan hệ, nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái việc rằng là chúng ta gia tăng cái tài chính của mình chưa ạ? Tài chính của anh chị nó liên quan mật thiết với mối quan hệ của anh chị đó. Nên Hương nói với các anh chị, đôi khi là mình rất là khao khát về sự tự do tài chính ấy, nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng gia đình của mình và sức khỏe của mình là hai cái nền tảng vững chắc. Nếu như hai cái nền tảng này anh chị đã vững chắc rồi, thì mình tập trung một thứ thôi là mình thu hút tiền bạc nó sẽ vô cùng nhanh, nó sẽ rất là nhanh. Còn nếu mà sức khỏe mà không có thì Hương nói với các anh chị, tiền bạc lúc đó cũng chẳng có cái ý nghĩa gì hết. Lúc đó tiền nhiều để làm gì, đúng không ạ? Cái câu đầu tiên là tiền nhiều để làm gì khi mà lúc đó mình không có cái sức khỏe? Giờ mình có làm được gì đâu, tiền có tiền nhiều mình cũng làm gì được nữa đâu, đâu có sức khỏe đâu, đâu có tâm trạng để nghĩ tới tiền đâu. Lúc đó mình chỉ nghĩ làm sao để mình có được cái sức khỏe thôi, và mối quan hệ cũng như vậy đó anh chị. Nên thành ra mình phải đưa ra cho mình một cái quyết định làm sao để các anh chị vừa có được một cái cuộc sống khỏe mạnh, nhưng cái mối quan hệ xung quanh phải vừa hạnh phúc, và sau đó mình có được cái sự thành công giàu có. Sự thành công giàu có nó sẽ đến khi mà các anh chị hòa hợp được tất cả những cái mối quan hệ, có được cái sức khỏe và mối quan hệ của mình. Nên là chúng ta phải đưa ra cho mình một cái quyết định anh chị ạ. Chúng ta có là một cái thực thể, con người có một cái quyền năng rất là lớn, đó là cái quyền được lựa chọn. Ngày hôm nay anh chị chỉ lựa chọn hoặc là sức khỏe, hoặc là mối quan hệ, hoặc là sức khỏe, hoặc là tiền bạc, hoặc là anh chị cũng có thể có được cái quyền lựa chọn là anh chị có cả ba, là cả sức khỏe, cả mối quan hệ và cả tiền bạc. Và anh chị lựa chọn như thế nào thì nó đúng như cái gì mà anh chị lựa chọn. Vậy thì ngày hôm nay anh chị sẽ lựa chọn cái điều gì? Chúng ta có nhiều tiền rồi, nhưng mà chúng ta phải có cái sức khỏe để chúng ta hưởng thụ được cái số tiền đó. Và khi mà chúng ta có được cái sức khỏe rồi, chúng ta có được tiền bạc rồi, thì chúng ta cũng muốn rằng là chúng ta hưởng thụ những cái thành quả đó cùng với lại những cái người thân yêu của mình. Chứ đâu rằng là đâu có ai muốn rằng là mình gọi là mình đi du lịch mà mình đi một mình, đúng không anh chị? Mình sống trong một cái ngôi biệt thự mà mình sống một mình đâu. Nên là thành ra là chúng ta phải đưa ra cho mình một cái quyết định làm sao để các anh chị có được một cái cuộc sống vừa khỏe mạnh, xung quanh của mình lại phải vừa hạnh phúc. Đó là cái sự thành công giàu có nó sẽ đến khi mà các anh chị có được cái mục tiêu, anh chị có được cái sự kiên trì, kiên nhẫn, hành động, tiến lên phía trước, thì cái cỡ nào anh chị cũng sẽ đạt được. Quan trọng rằng là sự tập trung của mình hướng về cái điều gì, quan trọng là cái sự tập trung của anh chị nó đang hướng về cái điều gì, chứ không phải rằng ngày hôm nay có cái công cụ hòa hợp mối quan hệ rồi là bắt đầu mình cứ tha hồ, mình muốn nói gì thì nói, mình muốn làm gì thì làm, rồi bắt đầu là mình sử dụng lòng biết ơn để mình hòa hợp sau. Đừng như vậy các anh chị nha, đừng như vậy. Làm như vậy nó sẽ rất là tốn thời gian của anh chị. Và một cái ly, anh chị hình dung rằng là
Nếu như bây giờ anh chị cầm một cái ly trên tay mà mình làm vỡ rồi, giờ mình dán lại đúng không ạ? Mình gắn lại cái ly đó thì có gắn được không? Mình dán lại và mình đựng nước, có thể rằng là cũng có thể rằng là nó cũng sẽ làm được đó. Nó có thể là cái ly đó nó cũng sẽ có thể lành lại. Nhưng mà những cái vết dặn nước đó thì nó vẫn còn anh chị. Những cái vết dặn nước lúc đó nó vẫn còn. Thành ra là mình sống ấy, mình gọi là yêu thương ấy, mình gọi là thực hành cái lòng biết ơn ấy. Thường ngày chúng ta biến cái lòng biết ơn của mình thành đời sống. Thì từ nay về sau anh chị nhìn những cái mối quan hệ xung quanh của mình, anh chị biết được rằng vũ trụ mang đến cho mình để mình rèn luyện tình yêu thương và lòng biết ơn. Luôn luôn nhắc nhở mình cái điều này anh chị. Luôn luôn nhắc nhở mình rằng là những cái mối quan hệ xung quanh đến để anh chị rèn luyện tình yêu thương và lòng biết ơn. Khi mà bên trong của mình có những cái suy nghĩ tích cực rồi, đúng không ạ? Có những cái suy nghĩ hoặc là anh chị có những cái suy nghĩ không tích cực với một ai đó thì ngay lập tức anh chị phải làm chủ bản thân mình liền. Làm chủ cái suy nghĩ của mình liền, làm chủ cái cảm xúc của mình liền. Vì đó là cái thói quen cũ hồi xưa của anh chị. Và cái thói quen cũ này nó làm cho những cái mối quan hệ của anh chị nó không được hạnh phúc. Bây giờ chúng ta không muốn giữ những cái mối quan hệ này nữa đúng không ạ? Chúng ta không muốn những cái điều không hạnh phúc nó tiếp tục nó diễn ra nữa. Nếu như bây giờ chúng ta tiếp tục giữ những cái thói quen cũ này này thì những cái kết quả cũ nó lại xảy ra tương tự như trong cái quá khứ của anh chị. Những cái mối quan hệ nó sẽ có những cái sự dạn nứt theo đúng những cái thói quen cũ của anh chị nó đang hình thành. Nên là lâu lâu cái con người cũ của mình nó sẽ xuất hiện, và việc của anh chị là làm sao? Là chúng ta đưa ra cho mình có sự lựa chọn, cái sự hành xử theo cái con người mà anh chị đang nuôi dưỡng. Con người thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc. Ok chưa các anh chị? Bây giờ các anh chị phải trả lời được cho Hương rằng là anh chị đang muốn, mong muốn thực sự là anh chị đang mong muốn cái điều gì? Anh chị phải trả lời cho mình cái câu hỏi đó. Là bây giờ thực sự là anh chị đang mong muốn cái điều gì? Và khi mà anh chị đưa ra cho mình được cái lựa chọn rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ bắt đầu thực hành như thế nào? Ở đây tác giả có nói rằng là gì? Đó là anh chị hãy ngồi xuống, anh chị liệt kê ra 10 điều anh chị cảm thấy biết ơn về cái người đó. Hãy nghĩ về mối quan hệ và liệt kê những cái điều tuyệt vời về người kia, cũng giống như những cái điều tuyệt vời mà mình nhận được từ mối quan hệ đó. Cái cách dễ dàng nhất là nghĩ về mọi thứ trước khi mối quan ấy trở nên tồi tệ hay là chấm dứt. Bao nhiêu anh chị ở đây mình bắt đầu là mình có được cái từ chìa khóa, đầu mình có được cái công thức, mình có được cái chìa khóa để mình hòa hợp mối quan hệ rồi đâu ạ? Bất kỳ một cái mối quan hệ nào mà anh chị đang không có được thuận lợi, không có được dễ dàng, anh chị đều có thể chuyển hóa nó bằng cái cách anh chị ghi ra 10 cái điều mà anh chị cảm thấy biết ơn. 10 cái điều anh chị cảm thấy biết ơn về đối phương. Có thể rằng ngày hôm nay anh chị chưa được hòa hợp với người chồng của mình lắm đâu. Anh chị hãy nghĩ về 10 cái điều mà anh chị cảm thấy biết ơn về cái người chồng của mình, về cái người vợ của mình, về những cái mối quan hệ mà anh chị cảm thấy nó chưa được tuyệt vời. Nếu mối quan hệ chưa bao giờ tốt đẹp thì mình hãy nghĩ về bất kỳ cái phẩm chất tốt đẹp nào của người kia, bởi vì họ luôn luôn có điều gì đó tốt đẹp anh chị. Không có một người nào là xấu hoàn toàn và cũng không có một người nào là có thể tốt đẹp hoàn toàn. Vì vậy chúng ta luôn luôn tìm ra được những cái điều tốt đẹp ở người đối phương anh chị. Khi mà anh chị làm cái điều này là anh chị đang giải cứu cho chính mình ấy. Nên là chúng ta hãy dám nhìn vào những cái điều mà anh chị cảm thấy biết ơn đúng không ạ? Nha. Đầu tiên là để anh chị có thể cứu mình. Sau đó là anh chị cho đi lòng biết ơn của mình cho người kia ấy, thì anh chị cũng giúp cho cuộc sống của người kia trở nên tốt đẹp hơn, cũng giúp giải phóng cái cuộc sống, cái cảm xúc của cái đối phương luôn. Và khi mà cái cảm xúc của đối phương người ta được giải phóng thì bắt đầu cái cuộc sống của họ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Có nghĩa là anh chị đang vừa giúp mình vừa giúp đỡ người khác. Cái phương pháp nhiệm màu này là mình không tập trung vào việc ai đúng ai sai, bất kể là họ đã làm cái điều gì, họ đã không làm cái điều gì, họ đã nói gì bạn thì đều có thể cải thiện mối quan hệ một cách kỳ diệu. Và bạn có thể cải thiện nó mà không cần phụ thuộc vào người kia anh chị. Bất kỳ một cái điều gì mà anh chị tìm kiếm, bất kỳ điều gì mà khi mà anh chị tìm được những cái điều mà anh chị biết ơn ấy, thì nó giống như một cái thỏi vàng. Giống như anh chị tìm được một cái thỏi vàng vậy. Chúng ta sẽ ghi theo cú pháp tên của người kia và tôi cảm thấy biết ơn vì cái điều gì. Ở đây tác giả có ví dụ như thế này. Ở đây tác giả có ví dụ như thế này, đúng không ạ? Paul
Em rất cảm ơn anh đã giúp đỡ khi mà em gặp khó khăn, khi mà em không vui, không hạnh phúc. Hoặc là Paul, em biết ơn anh vì những lúc em chưa khỏe, anh đã chăm sóc em và các con. Đó. Đầu tiên là tên, sau đó là tôi biết ơn ai đó vì cái điều gì đó. Thì khi mà anh chị ghi ra như thế này, thì khi mà anh chị ghi ra như thế này thì tự dưng cái mối quan hệ của anh chị nó trở lên nhuộm màu anh chị. Nó tự dưng là nó trở lên nhuộm màu. Anh chị nhớ rằng là mình phải viết bằng cái cảm xúc chân thật nhất của anh chị. Cái cảm xúc biết ơn thật sự. Mình cho đi cái cảm xúc thật, chứ không thì nếu như mà mình viết ấy, mình chỉ viết cho có thôi thì nó sẽ không có cái sự hiệu quả. Cái điều quan trọng ở đây là mình nói đến cái cảm xúc của mình. Cái cảm xúc của anh chị cho đi ra bên ngoài của vũ trụ. Khi cái cảm xúc mà anh chị cho đi, nó sẽ tới trực tiếp với người nhận luôn. Nên là thành ra là chúng ta phải cho đi cái cảm xúc của cái sự chân thành. Nó phải mạnh mẽ thì nó sẽ mới đến được trực tiếp với cái người mà cần. Cái người mà anh chị trao đi cái tình yêu thương và lòng biết ơn. Cái người đó họ mới bắt đầu họ giải phóng được cái cảm xúc không tích cực của họ. Anh chị hình dung cái điều này không ạ? Khi mà anh chị cho đi được tình yêu thương và lòng biết ơn ấy, thì cái người đối phương của anh chị sẽ nhận được. Và họ cũng sẽ giải phóng. Họ sẽ giải phóng được những cái cảm xúc không tích cực của họ. Và tự dưng là giúp cho mối quan hệ của cả hai trở nên hòa hợp hơn. Và ở đây tác giả cũng có chia sẻ với các anh chị là nếu như tương lai có một cái mối quan hệ nào đó trở nên không dễ dàng, thì hãy nhớ sử dụng phương pháp nhiệm màu này ngay lập tức. Bạn sẽ ngăn chặn những cái khó khăn ngay từ khi mà nó mới hình thành và giúp cho mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp hơn. Ok chưa các anh chị? Vậy thì Hương nói với các anh chị cái nền tảng để anh chị có được cái cuộc sống tài chính nó đột phá, phát triển đột phá, cái tài chính của anh chị nó phát triển đột phá. Nếu anh chị nào thực sự ở đây mong muốn rằng là mình vừa có được cái sự thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc, thì hai cái nền tảng đầu tiên là mình cần phải chú ý để mà mình gọi là phải có được cái nền tảng về sức khỏe đó anh chị. Anh chị cần phải học cách ăn đúng, uống đủ, vận động hợp lý để làm sao để mình có được cái sức khỏe tốt nhất. Làm sao để mình biết cách chăm sóc sức khỏe của mình. Mình có sức khỏe tốt rồi, sau đó mình mới có được cái sự tập trung 100% cho cái sự nghiệp của mình. Và cái nền tảng thứ hai đó là mối quan hệ. Anh chị phải học cách làm sao để mình có thể xây dựng được những cái mối quan hệ với những cái con người xung quanh. Và nếu như anh chị biết cách xây dựng mối quan hệ của mình với càng nhiều người thì sao ạ? Thì các anh chị sẽ càng có nhiều tiền. Bởi vì khách hàng họ sẽ chỉ mua hàng của những ai mà họ yêu thương, họ quý mến và họ tin tưởng thôi. Nên là anh chị nào đây mà đặc biệt là anh chị đang kinh doanh nữa, anh chị mơ ước mình trở thành một người doanh nhân nữa, thì mình phải học cách xây dựng các mối quan hệ. Bởi vì nếu như anh chị không xây dựng mối quan hệ thì anh chị khỏi cần kinh doanh luôn. Bởi vì đâu ai mua hàng đâu mà kinh doanh, đúng không anh chị? Anh chị có mua hàng của cái người mà anh chị không thích không? Cái người mà anh chị không ưa, anh chị có mua hàng của họ hay không? Anh chị trả lời thật lòng giúp Hương ạ. Anh chị trả lời thật lòng giúp Hương ạ. Cái người mà anh chị không ưa, liệu anh chị có mua hàng của họ hay không? Nên chắc là không anh chị. Nên là bây giờ mình chuẩn bị kinh doanh. Anh chị nào ở đây mình đã kinh doanh rồi thì cái việc mà mình xây dựng mối quan hệ với người xung quanh là vô cùng quan trọng. Khách hàng họ chỉ mua hàng của ai mà họ yêu thương, họ quý mến, họ tin tưởng thôi. Nên thành ra là mình cần phải biết cách xây dựng các mối quan hệ của mình. Không chỉ là anh chị biết cách xây dựng mối quan hệ với những cái người xung quanh đâu, mà anh chị còn phải là mở rộng cái mối quan hệ của mình ra với rất là nhiều những người khác nữa, thì anh chị mới có thể kinh doanh thành công được. Kinh doanh đó là cần phải biết xây dựng mối quan hệ anh chị nha. Nên là anh chị nào ở đây mình đang tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân trạng thái hóa bằng của câu lạc bộ rồi, các anh chị sẽ được hướng dẫn mỗi ngày mình cần phải biết cách xây dựng cho mình một cái hệ thống kinh doanh trên internet, đúng không ạ? Mỗi ngày anh chị chỉ cần xuất hiện trên kênh của mình để mình trao giá trị thôi, trao những cái bài học, trao những cái giá trị. Vậy thì những cái điều đó để làm gì? Để mà xây dựng mối quan hệ anh chị, để mà xây dựng mối quan hệ với khách hàng của anh chị đó. Mình cho khách hàng của mình, mình cho khách hàng của mình những cái thứ mà họ cần, giúp cho khách hàng của mình có được một cái cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn thông qua cái kênh của mình. Thông qua cái kênh của mình thì các anh sẽ thấy rằng một thời gian sau khi mà họ theo dõi anh chị, họ học và cái cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn, thì bắt đầu họ sẽ yêu thương, họ quý mến, họ tin tưởng các anh chị. Hương hỏi các anh chị, chẳng hạn như cuộc sống của mình đang có một cái điều gì đó chưa thuận lợi và một cái người quý nhân nào đó xuất hiện hướng dẫn cho các anh chị có được một cái cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn,
đúng không ạ? Giúp cho anh chị có yêu thương thì các anh chị lúc đó anh chị có yêu thương, anh chị cũng quý mến và tin tưởng họ không ạ? Đúng không ạ? Và nếu như cuộc sống của mình đang cần một cái món đồ nào đó mà cái người ấy, mà mình biết rằng là người ta, cái người mà mình đang yêu thương, mình quý mến, mình tin tưởng và họ đang kinh doanh cái món đồ đó, đúng không ạ? Thì các anh chị có mua của họ không? Chúng ta sẽ mua nhanh, không phải là chúng ta gọi là đi tìm kiếm nữa, mà chúng ta sẽ mua luôn cái món đồ mà cái người mà anh chị yêu thương và quý mến tin tưởng họ đang kinh doanh, cho nó lẹ chứ mất công chi và chúng ta cần phải đi tìm kiếm làm cái gì. À, cái người này mình biết là họ đang kinh doanh này và mình cũng rất là yêu thương và mình quý mến tin tưởng họ, nhà mình đang cần mua thì mình mua liền chứ cần chi phải suy nghĩ, cần chi phải tìm kiếm nữa. Anh chị đồng ý cái điều này không ạ? Đó, nên là anh chị nào chúng ta đang kinh doanh là hôm nay chúng ta đang có một cái bí kíp để mà chúng ta bí kíp để mình bán hàng như hơi thở đó các anh chị. Nên thành ra là ngày hôm nay khi mà chúng ta nói về mối quan hệ nhiễm màu thì nó không phải chỉ là nói về mối quan hệ đâu anh chị, mà nó cũng là một cái cách thức để giúp cho anh chị có thể là gia tăng được cái thu nhập của mình nha. Nên thành ra là những cái buổi live stream, những cái kiến thức ấy trong cái chương trình của Hương nó vô cùng là nó giá trị anh chị, nó rất là giá trị bởi vì nó liên quan đến đa nền tảng về sức khỏe, về mối quan hệ, về cả tài chính của anh chị luôn. Chỉ cần anh chị tập trung, anh chị lắng nghe và anh chị giác ngộ được những cái bí kíp này, anh chị sẽ có rất là nhiều những cái bí kíp để mà anh chị có thể rằng là mình chuyển đổi cái cuộc sống của mình. Nên thành ra là anh chị nào mà chúng ta tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân trạng thái hóa vàng anh chị, là bắt đầu là anh chị hãy chăm chỉ lên. Những anh chị nào đã tham gia rồi anh chị chăm chỉ lên. Câu lạc bộ đã chia sẻ cho anh chị cái cách xây dựng hệ thống kinh doanh trên internet rồi đúng không? Chăm chỉ xây dựng mỗi ngày để mà mình trao giá trị cho cộng đồng. Cái chủ đích của mình là xây dựng mối quan hệ với mọi người nha. Mình đang trao giá trị cho mọi người chỉ đơn giản là như vậy thôi. Không có bán hàng gì trên đó hết. Anh chị làm được cái điều này thì khách hàng tự động mua hàng của anh chị. Nha. Anh chị nào mà chúng ta đang kinh doanh thì chúng ta hãy tập trung, chúng ta xây dựng cái giá trị đi. Chúng ta hãy cho khách hàng của anh chị những cái điều mà khách hàng của anh chị muốn thì khách hàng sẽ tự động mua hàng của anh chị thôi. Đó. Cái chủ đích của mình ở đây là mình xây dựng mối quan hệ với mọi người, mình đang trao giá trị cho mọi người, chỉ đơn giản là như vậy. Rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Nên là thành ra là các anh chị mà tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân trạng tay hóa vàng ấy, các anh chị doanh nhân ấy là mình xây dựng đa nền tảng luôn, xây kênh YouTube luôn anh chị. Chủ đích của mình là mở rộng mối quan hệ mà. Nhớ giúp Hương cái điều này ạ. Chủ đích của mình là gì ạ? Câu lạc bộ giúp cho anh chị làm video marketing mỗi ngày để mà mình xây dựng mối quan hệ với khách hàng của mình. Mỗi ngày mình chỉ cần có vài khách hàng họ biết tới mình thôi là ngon lành cành đào rồi anh chị. Đối với những anh chị mới đúng không ạ, thì mình đừng có than rằng là cái video của mình có 10 người xem, 20 người xem. Trời ơi, mỗi ngày mình có 10 khách hàng xem, mình xây dựng mối quan hệ với 10 người tuyệt vời, đúng không ạ? Mình xây dựng mối quan hệ được với 10 người này rất là tin tưởng và rất là thân tình, thì mình cần phải biết ơn chứ. Mình cần phải biết ơn chứ. Xưa giờ là mình gọi là từ sáng tới tối là mình cứ đi làm, mình có xây dựng mối quan hệ với ai đâu. Giờ mình có 10 người, 20 người rồi, thì từ 10 người, 20 người sẽ có 100 người. Từ 100 người sẽ có 1.000 người, rồi từ 1.000 người sẽ có 10.000 người. Từ 10.000 người sẽ có 20.000 người và nhiều hơn như thế. Rồi có những cái video mà mình nên xem nữa đúng không anh chị? Mình chạm triệu người nữa, triệu view nữa, triệu người. Thì trời ơi, các anh chị nghĩ rằng là anh chị có 1 triệu người bạn mà yêu thương quý mến tin tưởng anh chị, thì có phải rằng là anh chị đang bán hàng như hơi thở không? Bán hàng như hơi thở luôn nha. Nên thành ra mình chăm chỉ lên, mỗi ngày mình cứ đi xây dựng và mở rộng mối quan hệ với khách hàng của anh chị nha. Thì sẵn đây thì Hương cũng chia sẻ với các anh chị là anh chị nào tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân trạng thái hóa vàng, anh chị sẽ được tặng chương trình bán hàng và sức mạnh tiềm thức. Chương trình bán hàng và sức mạnh tiềm thức sẽ được người thầy của Hương trực tiếp chia sẻ. Hương đảm bảo rằng là các anh chị nào mà mình sợ bán hàng thì học xong chương trình này là anh chị đam mê bán hàng, yêu bán hàng như hơi thở luôn anh chị. Anh chị nào ở đây mình đang mơ ước trở thành một cái người doanh nhân, hay là anh chị nào mình đang và đang kinh doanh rồi nhưng mà mình đang kinh doanh không có hiệu quả, thì ngày xưa Hương cũng đã từng như vậy anh chị. Ngày xưa khi mà trước khi mà Hương tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân trạng thái hóa vàng của câu lạc bộ đúng không ạ,
thì gọi là mình đăng quá trời những cái bài bán hàng luôn, chỉ lúc nào cũng chỉ thấy đăng bài bán hàng, đăng bài bán hàng, đăng bài bán hàng. Các anh chị làm như không ạ? Dẫn tới rằng là lúc đầu thì có thể là người ta thấy mới lạ, cũng có lượt like, cũng có lượt comment đó, nhưng mà khi sao ạ? Nhưng mà khi mà mình đã làm cái điều đó rất là nhiều rồi thì những cái người bạn của mình tự nhiên là họ block mình, họ chặn mình, bởi vì là mình chẳng có cái giá trị gì mình trao cho họ cả, mình chỉ đăng cái bài bán hàng thôi. Nghĩa là mình đang chỉ tập trung vào chính mình chỉ đang cho đi những cái gì mà mình đang có thôi. Nhưng mà những cái người mà khách hàng của mình cần thì mình lại không cho. Bao nhiêu anh chị ở đây mình đang gặp cái tình trạng này? Thương cáo với các anh chị là bây giờ nếu như những cái năm mà 2017 mà anh chị chỉ cần đăng bài bán hàng lên mà anh chị bán tất cả ấy, thì bây giờ anh chị đăng bài bán hàng lên gần như là không có cái sự tương tác. Còn nếu như những cái sự tương tác trong cái bài đăng đó của anh chị chỉ là cái nhóm của anh chị tương tác chéo với nhau thôi, chứ làm gì có cái khách hàng tiềm năng nào đâu. Còn nếu như anh chị kinh doanh mà anh chị không có khách hàng tiềm năng mà biết đến mặt hàng của anh chị thì sao? Thì anh chị bán hàng cho ai đây? Chưa kể rằng là thuật toán là sao? Thuật toán của những cái kênh, đúng không ạ? Của những cái trang mạng. Nếu như mà bây giờ anh chị chỉ đăng bài bán hàng thôi mà anh chị gọi là, bởi vì các cái nền tảng anh chị phải hiểu được các cái nền tảng. Những cái nền tảng người ta mở ra là để chia sẻ giá trị nha. Những cái nền tảng người ta mở ra để là chia sẻ, để anh chị chia sẻ những cái giá trị, giao lưu với cộng đồng, chứ không phải mở ra để cho anh chị bán hàng. Và nếu như mà anh chị phạm luật, đúng không ạ? Phạm luật anh chị đăng bài bán hàng thì anh chị sẽ bị bóp tương tác. Anh chị hiểu không ạ? Anh chị sẽ bị bóp tương tác, đó là cái lý do tại sao anh chị đăng bài bán hàng rất là nhiều, chăm chỉ cần mẫn. Sáng đăng, chiều đăng, trưa đăng, tối đăng, mở mắt ra là anh chị đã đăng, tại sao anh chị lại không bán được hàng? Đó, anh chị hiểu mấu chốt vấn đề ở đây chưa? Đúng chưa? Đúng không các anh chị? Đúng chưa ạ? Thành ra là khi mà anh chị nào mà chúng ta tham gia vào môi trường câu lạc bộ doanh nhân chạm tay hoa vàng thì anh chị sẽ được hướng dẫn để làm sao mà anh chị chia sẻ được những cái giá trị cho cộng đồng, những cái video, những cái live stream, những cái thước phim, để mà mình chỉ chia sẻ giá trị cho khách hàng thôi. Mình cần phải tách biệt giữa bán hàng và chia sẻ giá trị nhá. Bán hàng là bán hàng, chia sẻ giá trị là chia sẻ giá trị. Đó, ngày xưa thì Hương cũng y chang như anh chị thôi, Hương cũng y chang như anh chị, nhưng mà khi mà Hương tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân chặn tay hóa vàng của câu lạc bộ, đúng không ạ, thì bây giờ mình đã xây dựng được một cái hệ thống kinh doanh, một cái hệ thống marketing online không đồng, chia sẻ giá trị cho cộng đồng và tiếp cận được hàng ngàn người anh chị. Thay vì ngày xưa một cái bài đăng của mình chỉ có 1-2 người thôi tiếp cận thôi, 1-2 người tiếp cận thôi, nhưng bây giờ mình có thể là mở rộng cái mối quan hệ của mình ra hàng ngàn người. Anh chị có thể thấy rằng những cái video của Hương, những cái thước phim của Hương, những cái live stream của Hương rất là nhiều, gọi là tiếp cận được rất là nhiều khách hàng xem, đúng không ạ? Nhiều người, nghĩa là nhiều người, nhiều mối quan hệ họ đang quan tâm đến những cái giá trị mà Hương đang chia sẻ. Mình phải hiểu được rằng là ở đây mình chia sẻ giá trị là mình đang giúp đỡ khách hàng của mình. Mình đang giúp đỡ khách hàng của mình đạt được những cái điều mà người ta mong muốn. Nó cũng giống hệt như cái việc mà anh chị bán hàng ấy, trên internet anh chị, là anh chị giúp đỡ được thật nhiều khách hàng. Và quy trình kinh doanh anh chị, và quy trình kinh doanh nó cũng như vậy. Nó là cái việc đến từ cái việc rằng anh chị xây dựng cho mình những cái chân giá trị, những cái chân giá trị, những cái điều mà khách hàng của anh chị mong muốn, chứ không phải rằng cái việc rằng là anh chị có cái sản phẩm này và anh chị đi bán hàng. Sản phẩm thì nó vô số. Anh chị có để ý thấy rằng là ngoài cái sản phẩm nó là vô số, anh chị có bao giờ anh chị đặt câu hỏi rằng tại sao khách hàng lại phải mua hàng của tôi? Như anh chị sẽ nói rằng là tại vì là khách hàng mua hàng của tôi bởi vì là sản phẩm của tôi rất là tốt, bởi vì sản phẩm của tôi có đầy đủ giấy tờ chứng nhận kiểm nghiệm này kia, được miễn phí ship, được ưu đãi, đúng không ạ? Thì Hương cáo với các anh chị rằng nếu như bất kỳ một cái sản phẩm nào đưa ra trên thị trường cũng đều có cái điều đó hết. Vậy thì giữa vô vàn rất là nhiều sản phẩm thì tại sao họ lại phải lựa chọn mua hàng của anh chị? Đó, có bao giờ anh chị thực sự là đặt cho mình những cái câu hỏi đó không? Thành ra khi mà mình tham gia vào môi trường câu lạc bộ chặn tay hoa vàng thì Hương thấy rằng là cái công việc của mình nó rất là thuận lợi. Nên nếu anh chị nào ở đây mà mình chưa tham gia môi trường câu lạc bộ doanh nhân chặn tay hoa vàng nha,
thì mình có thể là mình tham gia vào nhóm học tập cùng với Hương để Hương được Hương tặng, đầu tiên là Hương tặng anh chị, Hương tặng anh chị những cái bộ công thức ứng dụng luật hấp dẫn để giúp cho anh chị đạt được cái mục tiêu của mình. Và cũng là để được Hương, anh chị sẽ được Hương hỗ trợ và hướng dẫn để mình làm sao mình biết được cái điều kiện để mình tham gia cái nhóm rèn luyện này nha. Nếu như anh chị nào đang thực sự khao khát thay đổi cuộc sống thì mình có thể nhắn qua cho Hương để biết được cái điều kiện tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân chọn tạo hào vào, để mà mình tham gia mình được học ngay cái chương trình bán hàng và sức mạnh kiến thức. Anh chị sắp xếp thời gian nha, chương trình này nó hay lắm đó anh chị, học xong là mình mê luôn. Là tại sao mà anh chị thấy rằng là nhiều, có nhiều anh chị trong câu lạc bộ là nên mình thành công rất là nhiều, mà anh chị đâu có kinh doanh gì đâu. Rất là nhiều anh chị bán thuốc tây, đi làm hưởng lương văn phòng. Có rất là nhiều anh chị trước khi vào câu lạc bộ là sinh viên đúng không ạ, nhưng mà lên ăn mừng thành công anh chị thấy có khi khổ không ạ? Thu nhập tăng lên gấp 9, gấp 10, sở hữu tài sản gọi là tùm lum tá la hết trơn, vô cùng ngưỡng mộ luôn, rất là xuất sắc luôn chị. Vậy thì cái điều đó nó đến từ cái việc đã anh chị đó đã xây dựng được mối quan hệ với rất nhiều người và học được cái cách là có thể là bán hàng đúng không ạ? Có nghĩa là cái cách mà chúng ta trao giá trị cho nhiều người. Khi mà anh chị học được cái cách mà anh chị trao giá trị cho nhiều người thì cái thu nhập của anh chị lúc đó bắt đầu mới gia tăng lên. Anh chị nào ở đây mình chưa biết ấy, thì mình chỉ có một cái cách duy nhất là mình học thôi. Mình chỉ có một cái cách duy nhất là mình học thôi. Và mình hãy tham gia vào chương trình doanh nhân chạm tay hóa bài, để mà mình được cầm tay chỉ việc, mình được học. Và cái chương trình này nhé, có một cái tin vui cho anh chị là cái chương trình này là để tặng. Chương trình này là để dành tặng cho các anh chị thôi, anh chị không phải mất học phí nha. Chương trình này để tặng. Anh chị nào biết bí kíp bán hàng và sức mạnh tiềm thức ấy, là vô cùng tỉnh luôn. Gọi là ta nói là bán hàng như hơi thở anh chị. Nên là Hương hy vọng rằng những anh chị nào đang tham gia cái chương trình live stream này của Hương thì đều có mặt trong cái chương trình này của câu lạc bộ nha. Khi anh chị tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tay hóa vàng thì anh chị cũng sẽ được tặng nhóm rèn luyện thân tâm trí. Anh chị biết được rằng là khi mà mình trở thành một cái người doanh nhân, mình trở thành một cái con người đúng không ạ? Một cái con người mà làm chủ được cái cảm xúc của mình thì nó đến từ cái việc rằng là anh chị phải rèn luyện thân tâm trí của mình, làm sao cho thân tâm trí của mình nó hợp nhất. Làm sao để anh chị có được một cái sức khỏe. Thân là sức khỏe, tâm là cái tâm trí của anh chị. Cái tâm trí, cái con người phi thường bên trong của anh chị, mình sẽ được khai mở cái con người phi thường bên trong của mình. Trí là sao? Là mình có được một cái trí tuệ, mình có được những cái tư duy của những người thành công. Và khi mà anh chị tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân chọn tài hóa vàng thì anh chị sẽ được tặng kèm nhóm rèn luyện thân tâm trí. Nhóm rèn luyện thân tâm trí nó sẽ là cái gốc rễ để cho anh chị thành công. Bởi vì anh chị nên nhớ rằng chỉ khi mà bên trong của anh chị, cái tâm của anh chị nó an bình, chỉ khi mà bên trong tâm của anh chị nó an, anh chị có được cái sức khỏe và anh chị có được cái trí tuệ thì anh chị mới có thể có cơ hội nắm bắt được những cái thành công, nắm bắt được những cái cơ hội. Trước đây chúng ta chỉ đi tập trung vào vấn đề thì bây giờ chúng ta có được cái trí sáng để chúng ta nắm bắt được những cái cơ hội. Và ở trong cái nhóm rèn luyện thân tâm trí này các anh chị có được làm những cái quy trình nhé. Làm những cái quy trình để giúp cho anh chị loại bỏ những cái giới hạn cho cái sự không thành công giàu có của anh chị. Và khi mà anh chị loại bỏ được những niềm tin giới hạn rồi, anh chị được cài đặt lại cho anh chị những cái tư duy của người thành công. Loại bỏ anh chị từng cái tư duy một và cài đặt lại cho anh chị từng cái tư duy luôn. Sau đó sẽ chia sẻ cho anh chị lộ trình từng bước để cho anh chị tiến đến cái cuộc sống thành công và giàu có, tự do về tài chính. Có những cái quy trình khai phá sức mạnh bản thân bên trong của anh chị sẽ biết được rằng là con người của anh chị nó giỏi vô cùng. Nó giỏi một cách khủng khiếp mà trước đây mình chưa bao giờ mình nhận ra được rằng là bản thân mình nó lại giỏi đến cái mức như thế, mình có thể làm được mọi điều như thế. Và anh chị sẽ được làm cái quy trình cá chép hóa rồng để làm sao cái quy trình cá chép hóa rồng nó giúp cho anh chị có thể có được một cái bản tầm nhìn cho cuộc đời của anh chị. Cái mục tiêu rất là quan trọng. Thì đây là cái buổi mà cực kỳ quan trọng nếu như anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí của câu lạc bộ nha. Cho nên rằng là những cái buổi làm quy trình này nó rất là quan trọng. Anh chị sẽ, nếu như anh chị không tham gia vào, anh chị sẽ rất là tốn thời gian, tốn công sức, tốn tiền bạc vì cái tư duy của mình nó không có. Tư duy của mình nó không chuẩn rồi thì mình làm cái gì nó mình cũng thấy tiền vào là nó tiền ra hết trơn ấy. Thành ra là chúng ta hãy chuẩn bị cái tư duy trước đã. Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình cái tư duy đã. Cho bao nhiêu trong số các anh chị ở đây mình sẽ có mặt trong cái buổi thân tâm trí chủ nhật tuần này thì có thể comment tôi ạ. Chủ nhật nhá, chủ nhật nhóm rèn luyện thân tâm trí. Chúng ta sẽ được làm những cái quy trình khai phá. Những anh chị nào mà chưa tham gia thì anh chị có thể nhắn qua cho Hương để Hương hỗ trợ các anh chị. Và hôm nay thì chúng ta sẽ thực hành cái phương pháp ngày hôm nay. Hôm nay anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái mối quan hệ mà anh chị đang muốn hòa hợp nha.
cái mối quan hệ mà anh chị đang muốn hòa hợp, anh chị sẽ lựa chọn mối quan hệ đó để thực hành. Và hãy nhớ giúp Hương, hòa hợp xong rồi thì mình hòa hợp luôn nha, mình làm chủ bản thân của mình để từ nay về sau mình không phải tốn thời gian để mình đi chữa lành mối quan hệ nữa anh chị. Mối quan hệ của mình luôn luôn hòa hợp rồi, việc của mình là mình tập trung gia tăng giá trị bản thân của mình, trao giá trị thật nhiều cho cộng đồng, cho người thân của mình thôi, được không các anh chị nha? Chứ mình không có tốn thời gian để mà mình đi chữa lành các mối quan hệ nữa. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hành cái phương pháp nhiệm màu ngày số 15. Chúng ta đã đi qua 15 cái thói quen rồi. Và cái bước đầu tiên ngày hôm nay là cảm thấy mình thật sự là hạnh phúc. Bằng cái cách là anh chị viết ra 10 danh sách 10 điều mà anh chị cảm thấy hạnh phúc, viết ra lý do tại sao mà anh chị cảm thấy hạnh phúc. Và anh chị đọc lại cái danh sách này với mỗi điều, với mỗi điều nha, anh chị hãy nói cái từ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và cảm thấy biết ơn đối với cái điều đó. Đây là cái bài thực hành ngày đầu tiên đó anh chị. Và cái bài này thì chúng ta sẽ đi xuyên suốt trong cái hành trình 28 ngày này. Là cảm thấy mình thực sự là hạnh phúc, là mình đang sắp bộ phép màu cho cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay chị đã sắp bộ phép màu cho ngày hôm nay của mình chưa? Cái bước thứ hai, chọn một mối quan hệ khó khăn hay đổ vỡ mà bạn đang muốn cải thiện. Bước thứ ba, ngồi xuống và liệt kê danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn về người đó theo cấu trúc anh chị. Tên người kia cộng tôi biết ơn vì điều gì nha. Hãy viết đong đầy cái cảm xúc của anh chị vào, hãy lý giải lý do tại sao anh chị cảm thấy biết ơn người đó. Anh chị viết ra được càng nhiều, với dòng cảm xúc của anh chị càng nhiều thì cái việc mà anh chị chuyển hóa các con người bên trong của anh chị nó càng sâu nha, nó sẽ càng hiệu quả. Bước thứ tư là trước khi đi ngủ, anh chị hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra với tôi trong ngày hôm nay. Bao nhiêu anh chị mình hiểu được những cái bước ứng dụng này ạ? Nếu anh chị nào chưa hiểu, bởi vì anh chị là có thể là anh chị không tham gia từ đầu ấy, thế nha, chúng ta đang ứng dụng theo cuốn sách 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Anh chị nào chúng ta đang không tham gia từ đầu thì có thể là anh chị chúng ta đang rất là bỡ ngỡ, chúng ta chưa biết cái cách ứng dụng thì có thể nhắn qua cho Hương để Hương gửi tặng anh chị những cái video từ những cái ngày đầu tiên để chúng ta cùng nhau ứng dụng. Bởi vì cái này nó là một cái hành trình, anh chị nên nhớ nó là một cái hành trình. Chúng ta không thể nào nhảy cách từ cái ngày số 1 đến ngày số 15 được. Chúng ta phải đi theo từng ngày một để anh chị hiểu rõ được tại sao chúng ta lại phải làm những cái bước này. Chúng ta phải nuôi dưỡng cái con người bên trong của mình. Hành trình thay đổi cuộc sống của mình là hành trình chúng ta nuôi dưỡng bản thân mình, chứ không phải rằng là cái việc rằng ngày hôm nay chúng ta làm, sau đó ngày hôm sau chúng ta bỏ nha các anh chị. Rồi, bao nhiêu anh chị chúng ta đã nắm vững được cái phương pháp nhiệm màu ngày hôm nay, cái bước mà để chúng ta cải thiện tất cả những cái mối quan hệ của mình. Và những anh chị nào chúng ta nên nhớ rằng là nếu như anh chị nào mà chúng ta thực hành thì chúng ta có kết quả, mà không thực hành thì chúng ta không có kết quả. Khi mà chúng ta có một cái mối quan hệ mà không được hòa hợp thì các anh chị phải đặt ra cho mình cái câu hỏi, ngay lúc này cái điều tôi muốn là cái điều gì? Anh chị muốn mối quan hệ đó là hòa hợp, nó vui vẻ, nó tích cực thì anh chị cần phải thực hành lòng biết ơn. Còn nếu như anh chị mong muốn rằng là thôi mối quan hệ này mình cứ để như này đi thì anh chị có thể được lựa chọn anh chị không cần thực hành. Còn nếu như anh chị muốn rằng mối quan hệ của mình trở nên tốt đẹp hơn, yêu thương hơn thì chắc chắn có một điều mà anh chị cần phải làm, đó là anh chị cho đi lòng biết ơn. Được chưa các anh chị? Rồi nha, vậy thì anh chị hãy follow kênh của Hương và tham gia cùng nhóm học tập cùng với Hương để chúng ta đón nhận được những cái bí kíp, những cái tư duy, rất là nhiều những cái bí kíp tư duy. Và được Hương đồng hành cùng với các anh chị để chúng ta thực hành và rèn luyện mỗi ngày, xây dựng những cái giá trị thực tế của mình, giá trị nội tại của mình, để mình trở thành một cái con người có giá trị, đúng không ạ? Mình chuyển đổi toàn bộ cái cuộc sống của mình sang những cái tần số tốt đẹp hơn để mình thu hút những cái điều tốt đẹp thông qua lời hấp dẫn, được không các anh chị? Ok các anh chị nha. Và ngày hôm nay thì Hương rất là cảm ơn các anh chị, biết ơn các anh chị vì đã ngồi đây đồng hành cùng với Hương trong một giờ vừa qua để chúng ta tiếp nhận những cái tư duy, những cái kiến thức, những cái kỹ năng. Bây giờ thì Hương xin kết thúc cái live stream ở đây và chúc tất cả các anh chị nhà mình có được một cái ngày đầu tuần thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc. Rồi, xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại anh chị ngày mai. Bye bye.